Chào mừng mọi người quay lại với kênh máy xúc cần cổ Seven của mình. Hôm nay thì bên mình có một em cái như trên hình bán máy còn khá là đẹp long lanh luôn. Người có nhu cầu đang có ý định mua máy để làm công trường công trình thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình. Đây các bạn thấy không, đang xử lý thợ máy đang xử lý em nó đây. Đưa ra các thứ rất là ok, bốc đầu các kiểu luôn. Các bạn thấy không ạ? Đấy, còn khá là nhanh nhẹn và giá cả thì các bạn cứ yên tâm, rất hợp lý. Khi em đến với kênh máy xúc cần cổ thì tất cả các loại máy ở trên kênh của chúng tôi đều có cái giá hợp lý với tất cả chị em đang làm máy công trình. Anh em chỉ mua về và đổ dầu và ra công trường làm thôi, không cần phải đắn đo ấy có bất cứ một cái điều gì cả. Đấy, đi sửa khá là nhanh nhẹn. Đây là sang một bằng cho anh em coi nhé, tính những các thứ còn nguyên máy, các thứ còn đầy đủ nguyên pin nguyên bảng luôn. Đấy là các bạn thấy chưa, xử lý gần như là đi vào lòng người đấy. Thì anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để trên cuối phần dưới màn hình ở bên tay góc trái, anh em trực tiếp liên hệ vào số đầy đủ nhé, có nhân viên bên mình tư vấn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người xem video của kênh máy xúc cần cổ CBN thì hãy cho mình một like, share và chia sẻ kênh nhé. Rất là cảm ơn mọi người, bye bye và hẹn gặp lại những video tiếp theo.